Có cái đặt dê xuống à? Không quay à? Không cần đâu ạ. Cái này à? Không quay nữa rồi. Xem một lần mua thêm nhiều. Cẩn thận. Đây là lợn quay nhiều thế. Tất cả 18 con. 18 con. Tất cả 18 con à? Cháu để đây nha. Để xem quay, thả lợn quay nhá. Thả lợn quay. Cái này là cái gì? 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 Cái này là cái g
bọn mình mà tắt đâu mà cái này lắm á. Cái dầu sữa. Mấy đây không? Chuẩn bị đi ra ngoài phải không? Ra ngoài chọc khai đá. Khai đá ở ngoài này á? Là chọc lần nữa? Đã chọc đâu? Không qua chọc rồi mà. À, không phải đâu, hôm qua là quét thôi. Quét hả? Hôm qua là quét cái vôi tháo hạn, là chọc cái hình tượng trưng cho cái núi đá ấy. Nếu nó úp thì là được ăn lộc nhiều. Nó ngửa lên thì là nó sẽ gọi là đi bán được ít lộc ấy. Quan điểm là như thế. Xong đi chợ bán hoa nữa phải không? Chồng đã đáng xong mới đi chợ. Chẳng chi hết. Thì đã đáng đấy. Để xin đi giày cho các bạn nha. Đi giày xong đi ra với cái thầy nào. Ủa? Không có đói với lông gì hết. Không là cái đón khách hành khách nè. Bây giờ mang cái này vào đón khách chưa? Có ba bên cả. Chọc cái này lắm. Nghe khá cái tờ này. Mua khảo lắm dầu cái này. Đi ra ngay rồi. Cái tờ 2. Hả? Đôi cái này mình đôi rồi. Đôi gì? Đôi dây hả? Đôi đôi đôi. Em tới đây hai. Bây giờ đấy ra mặt nó buồn. Một bát ăn lớn. Tốt. Úp này là nhiều lộc rồi đấy. Một bát ăn lớn. Không phải nhiều. Tặng không biết bát ăn lớn. Mấy bé sẽ nó khổ. Chọc theo đám xong rồi. Bây giờ đi háng đây. Háng này đi háng bán hoa đây. Bán hoa. Đi chưa? Đi luôn bây giờ chưa? Đi đây. Khai béo. Đi háng bán hoa, đi háng khai béo. Đi háng khai béo là đi chợ bán hoa. Trời nắng này thầy vẫn mặc kín thế à? Thầy ơi. Tút thẻ âm này. Trời nắng rồi. Ấy giờ. Có cho bạn nó sẽ mà ngay không? Lại này có định thượng cả chân hạ cả tay để anh hả? Cái này của em chị ơi đừng có nhìn nhiều. Cái này của thầy nó khen lên mình. Đấy đi luôn. Nó thì nó bắn thịt đến mình.
Vâng, về gì ạ? Ảnh á? À, quay này gửi dài lắm. Về cô vào ấy cũng xem thôi. Gửi cái này rất là lâu. Vâng, nó nặng lắm. Nó phải gấp mấy, gấp trăm ngàn. Cái hoa kia kìa, mình đi bán hoa đây. Làm cái này xong rồi á. Bây giờ còn tiến khách thì... À, tiến khách à? Tiến khách béo. Về tiến khách à? Khách béo, khách ba. Tiến khách lâu không? Ơi. Bà bên này họ ông nhé. Đàn em xong chưa hả? Cái này chưa 9 triệu. Mới cái đôi 200 xanh lắm rồi đấy. Thầy xanh lắm rồi. Bây giờ là chuyến khách. Xin chào các dân thân biên đảo. Cái mũ à hay cái gì? Cái mũ hay cái gì? Cái mũ rồi. Thế à? Trong trường ấy là. Trong trường có nằm trong đấy đâu? Chắc là đây thôi. Ở đây thôi, có vào trong, không phải trong trường bây giờ đâu. Anh này có đi cho hả mà lại lo các sản phẩm với những cái bạn trong này có sản phẩm các bạn anh lại lo các bạn cái túi này này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà cá thả lọc xuống thì bắt thì ăn bắt cá nhưng mà bắt lại bắt lại đấy. Được rồi, bắt đầu. 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 Bắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng của đây có cùng với nhà bạn nhớ một người đấy mình cảm thấy à Nam hẳn phát tán, lục nam ngủ phát. Và có cho trên mà lục nam đi cũng dây nhẹn. Chị nam tài bảy con, các nông chị nông thầy, mọi người phải em tham. Nam ơi chị Hà, mình không lo đâu kiểu tám đèn. Lan, 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 lan. Lan, 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 Oh, no.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.